Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Trần Tuấn Kiệt, 46 tuổi, quê tỉnh Bình Phước và Bùi Thanh Bạo, 25 tuổi, quê tỉnh An Giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán hàng cấm, pháo nổ trái phép. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Cửu bắt quả tang Kiệt đang vận chuyển 81 hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng 133 kg trên xe ô tô biển kiểm soát 93A01100 tại ấp cây xoài xã Tân An huyện Vĩnh Cửu. Làm việc với công an Kiệt khai nhận các khối hình hộp trên là pháo nổ được mua từ một người đàn ông không quen biết tại Campuchia với giá 500.000 đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về Đồng Nai để bán kiếm lời thì bị bắt. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt bảo là đồng bọn với Kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng cấm trên đi tiêu thụ.